Bùi vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi là cựu nghị viên Phát Bùi vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm phục vụ cư dân. Này tiếp tục dấn thân tranh cử thị trưởng thành phố Garden Grove. Là thị trưởng, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố bằng cách mạnh tay giải quyết nạn vô gia cư, tăng cường thêm cảnh sát, truy bắt tội phạm, kể cả tội trộm cắp dưới 1.000 đô, cải thiện thời gian duyệt xét xây thêm nhà ADU xuống còn vài tuần. Xin đồng hương hãy dùng phiếu trước ngày 5 tháng 11 cho Phát Bùi, một người tận tâm, nhiều kinh nghiệm và luôn phục vụ cho cộng đồng.